Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Thư ký Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, đứa con không phải là của Phùng Triệu Phong. Ngày 22 tháng 1, mạng xã hội xứ Trung lan truyền một đoạn tin nhắn không rõ của ai, đang nói về nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Trong đó, đoạn tin nhắn cho biết cô và Phùng Triệu Phong đã ly hôn, cả hai kết hôn chỉ trên danh nghĩa và nam diễn viên của Cung Tỏa Tâm Ngọc thực tế là gay. Đứa con của cả hai được cho là con của Triệu Lệ Dĩnh và một người khác. Tin đồn này ngay lập tức sốt trên nhiều diễn đàn và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo Sina, ngay lập tức, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh, đoạn thông tin không đề cập tới việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Triệu Phong đã ly hôn hay chưa, cũng không bác bỏ tin đồn đứa trẻ có phải là con của Phùng Triệu Phong hay không, nhưng thể hiện thái độ kiên quyết. Cư dân mạng đang hiểu nhầm Triệu Lệ Dĩnh, điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân của cô. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục khởi kiện và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan tới tin đồn, đại diện của nữ diễn viên cho hay. Cũng theo thông tin từ công ty quản lý, Triệu Lệ Dĩnh với tư cách là một diễn viên sẽ kiên quyết không khoan nhượng đối với những thông tin sai trái gây tổn hại cho gia đình của cô. Lý do khiến phía công ty của Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng nhanh chóng vì thời gian qua, cô đã chịu quá nhiều tai tiếng. Những lời đồn thổi về đời tư của mình, thời điểm dính tin đồn mang thai, hình ảnh được cho là chụp thai nhi của cô đã được lan truyền, sau đó hình ảnh này được xác nhận là giả. Việc liên tiếp dính vào những thị phi khiến nữ diễn viên sinh năm 1987 ngại tiếp xúc với khán giả trên mạng xã hội. Cô chỉ tập trung làm tốt cho công việc của mình trên trường quay sau khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh bằng phim Hữu Phỉ sau 2 năm nghỉ sinh. Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục gây tranh cãi về ngoại hình diễn xuất của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.